quý khán giả của Apple TV 21.12. Kính chúc quý vị một ngày thật là an vui hạnh phúc. Dạ thưa thầy, trong chương trình lần trước con đang nói chuyện với thầy thì mình đang nói về con có hỏi là dần tới dịp Tết thì mình có tu gì để mình tích thêm phước không? Thì thầy nói con đó là cái tích tu mà để đòi phước thì đó có là tu tham, thì là không có tu an lạc. Đúng Thì rồi. con cũng muốn tiếp tục những cái chuỗi câu hỏi đó, thì con muốn hỏi là tu an lạc là như thế nào thầy? Tại vì thực sự là hả, ngay cả sau khi con vô làng ta mấy năm á, con cũng tu nhưng mà con lúc nào cũng cầu cho mình, ví dụ mình con muốn cầu này cầu kia, ngày nào cũng cầu vậy á, cho đến gần đây con mới phát hiện ra được là thì ra mình tu sai, thì ra mình không có được cầu cho mình. Thì con thấy rõ ràng, con thấy rõ ràng là con cầu tùm lum hết phải không? Ừ, nhưng mà rồi nó có được như ý con không? Dạ không Ở đây đó. dạ đó Thế cho nên để thầy nói cho con nghe vậy nè. Tại sao ngày xưa khi mà thầy mới lập cái làng ta ra đó, dạ thì thầy nói đó là quý vị nếu muốn công việc làm, quý vị trì chú đại bi ngày 21 biến, trong vòng 21 ngày quý vị sẽ có công việc làm. Yeah. Tất cả mọi người mà ai muốn có công việc làm đều làm như vậy và họ có công việc làm, đúng không? Yeah. Cho đến khi mà họ thuần thục rồi, bắt đầu mọi người, và khi mà ngày xưa đó là con biết ở trên mạng là không có ai giới thiệu cho người ta biết những thứ đó, đúng không? Yeah. Cho đến khi sau này mà khi mà làng ta nó lớn mạnh rồi và mọi người làm đã thành công rồi Yeah. thì bắt đầu cái tư tưởng đó nó len lỏi vô và ai cũng nghĩ rằng là cứ đi tụng kinh trì chú niệm Phật và sẽ đạt hết những thứ đó. Thì bắt đầu thầy mới đổi cái chính sách, Yeah. là thầy nói bây giờ quý vị muốn mà đạt được thì quý vị tu phải không có mong cầu mới đạt được. Tại Yeah. vì sao? Vì ngày xưa là người ta chưa biết Phật giáo là gì, Yeah. đặc biệt là người ngoài Bắc là họ không biết Yeah. và họ rất là mê tín dị đoan, họ tin thần linh chứ họ không có tin Phật. Yeah. Cho nên là thầy mới lợi dụng cái mà cái lòng tin của họ đó, thầy mới nói rằng ok bây giờ anh muốn cái gì cũng có hết, chỉ cần anh làm đúng như tôi nói thì nhất định anh muốn cái gì là có cái đó. Thế là họ tu một hồi đó, bắt đầu là cái gì họ cũng có. Thì bây giờ cái lòng tham của họ càng lúc nó càng to. Yeah. Thì bây giờ thầy phải đổi chính sách. Yeah. Có nghĩa là hễ anh mong muốn anh cầu không có nữa. Yeah. Thế là bây giờ họ cầu không còn được nữa. Thì khi mà họ cầu không được, họ họ tới họ hỏi thầy làm sao để cầu được. Nói, anh muốn cầu được, anh muốn cái gì cũng có hết, với điều kiện là anh cứ tu mà đừng mong cầu thì nhất định anh sẽ có. Bởi vậy con thấy sau này hễ đứa nào nó tu mà nó không mong cầu thì cái gì cũng có hết. Còn như con đó, con tu thôi một thời gian rồi Ủa, con không hiểu thầy lúc nãy thầy nói lúc đầu là tu mong cầu được. đúng là tại vì thầy nói như vậy. Bây giờ thầy đổi ngược lại, thầy không Tại nói như vậy sao thầy nữa. lại đổi ngược lại? Tại vì cái tâm của chúng sanh đó, nếu một khi mà con đạt được rồi đó thì cái bắt đầu con cứ muốn thêm muốn thêm muốn thêm, Tham. tham. Dạ. Mà mấy ông thần đó, thì ổng muốn phương tiện cho cái pháp môn dược sư nó được thành tựu, cho nên là bây giờ ổng tìm những cái phương tiện để mà ổng giúp cho những người có nhân duyên. Dạ. Thế bây giờ họ cứ bắt đầu họ sinh cái lòng tham, mà cứ như vậy là họ biến Phật giáo thành thần linh, Dạ. biến Phật thành thần linh. Dạ. Cái này không được, Dạ. nó sai, sai quy Dạ. tắc, không được. Cho nên là thầy đổi lại là không, bây giờ các anh cầu các anh sẽ không được gì hết. Thế là bây giờ họ cầu họ không được nữa, Dạ. họ cầu không được nữa thì bây giờ sao? Họ phải đổi cái cách tu. Dạ. Ừ, anh muốn tu mà để được đó thì anh phải không mong cầu. Cho Dạ. nên bây giờ là con thấy rõ ràng là con mong cầu không được nữa, đúng không? Dạ, Đó, trong làng ta bây giờ cũng tất cả những người mà mong cầu không một người nào được nữa hết, đúng không? dạ. Ừ, thì bây giờ con cũng tự hiểu rồi đó. Dạ. Con tu là mục đích để con an lạc, mà một khi cái tâm con an lạc thì nó có thần thông tự tại, con muốn cái gì nó có cái đó. Dạ, Khi con không mong cầu điều đó thì tự động nó tới, mà con chỉ cần mong tưởng lên, con nghĩ thôi là lập tức nó có. dạ. Đó. Thì bây giờ mình cứ tu theo như là ví dụ mình muốn lại sám hối thì mình cứ tiếp tục mình lại, rồi mình niệm dược sư Phật thì mình cứ tiếp tục mình Tiếp niệm. tục Dạ. niệm, con Dạ. cứ việc con tu và con Dạ. không để ý gì tới cái Dạ. những cái chuyện mà con đang cần hay là con đang cầu mong đó. Con chỉ nghĩ về nó và con nói ok, chuyện của mình là tu, còn việc gì nó muốn xảy ra là việc của Dạ. nó. Thế là Dạ. con tu cái gì con nghĩ thôi là có. Dạ, thì đó mới gọi là tu an Cái lạc. đó nó gọi là để cho tâm con nó an lạc. Dạ. Còn bây giờ mà con tu mà con tối ngày con cứ cầu cái này, con mong cái kia, Dạ. con không được, cái đó là thất bại. Dạ. Cái này con hỏi thêm một bước nữa là con mấy lần thầy nói là tu để thoát khỏi cõi luân hồi, cái đó Để như thế thoát nào thầy? khỏi sinh tử luân hồi. Dạ, cái đó thì khác nhau như thế nào thầy? Bây giờ thôi mình nói tới thoát sinh tử luân hồi đó thì nó lớn lắm, nó Dạ, to lắm. dạ. Thì thoát sinh tử luân hồi là cũng giống như thầy đã từng nói với con đó. Dạ. Cái điều mà thầy mong ước là khi thầy trước khi chết, Dạ.
thầy sẽ kêu TV truyền hình, thầy kêu hết tất cả đệ tử, kêu hết tất cả mọi người mà quen biết với thầy đến để ngồi xem thầy chết. Đó là cái điều thầy ước nguyện. Mình ước nguyện như vậy nhưng mà nó có thành tựu được hay không, tức là thầy tu nó có đủ cái chứng đắc để mà thầy làm được cái chuyện đó không, là hai chuyện khác nhau. Ok, một người tu mà tới cái lúc chết không biết mình chết, ra đi một cách mờ mịt không biết gì hết, tức là con tu bậy. Là con tu không có được gì, con ăn cơm của bá tánh mà con không được một cái lợi lạc gì cho chúng sanh hết. Cái đó là tu bậy. Đời sau con may con còn được làm tăng sĩ là tốt. Còn nếu không may mà con không được làm tăng sĩ thì con phải măng lông đội sừng, tức là làm súc vật. Tại vì để trả nợ cho cái của bá tánh mà con ăn. Cho nên người tu đó là bổn phận trước khi chết phải biết khi nào mình chết. Cái đó là tệ nhất đó, là con phải biết lúc nào con chết. Còn nếu cao hơn nữa là con phải kêu mọi người tới để ngồi coi con chết. Thì tu đó gọi là tu giải thoát khỏi luân sinh tử luân hồi. Tại sao? Tại vì con chết con còn biết con làm cái gì, thì con muốn đi đâu đó là con toàn quyền, con thích đi nơi nào là con đi tới chỗ đó, con đầu thai vào chỗ đó thôi. Con muốn lên cõi Phật con lên cõi Phật, con muốn xuống địa ngục con xuống địa ngục, con muốn lên thiên đàng con lên thiên đàng, con muốn trở thành người là con trở thành người. Cái đó nó gọi là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái đó nó cao lắm, bình thường không làm được đâu. Mình chỉ nói tới cái giải thoát ngay cái đời sống khổ thôi, hiện tại thôi. Có nghĩa là con đang khổ, con tu làm sao mà để con thoát ra khỏi cái khổ đó. Gọi là giải thoát khỏi khổ đau đã là cao rồi, cái đó cũng đã là quá quá tốt rồi, con hiểu không? Chứ còn mà đòi tới giải thoát sinh tử luân hồi thì đó là đương nhiên là hễ ai tu cũng phải mong cái điều đó. Nếu không được cái điều đó thì uổng phí cả một đời tu. Thì mình cứ tu đều đặn bình thường, như bình thường mỗi ngày, thì hy vọng là nó sẽ thoát khỏi cái khổ. Đúng, đương nhiên là hễ mà con tu tâm con an lạc thì đương nhiên nó phải khổ chứ. Bởi vì bây giờ thiếu nợ thì kệ nó, thiếu nợ thì kệ thiếu nợ, có vấn đề gì đâu. Tôi làm từ từ tôi trả thôi chứ giờ anh muốn tôi trả liền, tôi lấy đâu tôi trả. Mà bây giờ con có lo thì con cũng đâu trả được đâu. Thế con tại sao phải lo? Không trả được thì lo làm chi? Đúng không? Thì nó đơn giản thế thôi. Cho nên là cái vấn đề ở đây đó là tại sao mà thầy cứ lặp đi lặp lại là thầy mong khi mà thầy chết là thầy kêu hết tất cả mọi người tới để xem thầy chết. Sở dĩ cái đó nó quan trọng là sao? Vì nó thể hiện được một sự mầu nhiệm là cái người tu có thể làm được điều đó. Mà con thấy thí dụ thầy làm được điều đó thì con có thích làm điều đó không? Đương nhiên là con thích làm điều đó. Mà đâu phải chỉ có con. Cả một lần nó sẽ nói ô thầy của mình làm được thì mình cũng muốn giống như thầy, mình cũng muốn tự tại sống chết, mình muốn chết lúc nào mình chết, mình muốn sống lúc nào mình sống giống như thầy. Con thấy cái đó nó quan trọng dễ sợ. Mà nếu mà trong làng mình người nào cũng làm được như vậy thì con nghĩ đi, cả một cái nước Việt Nam họ có thể làm được vậy mà, đâu cần phải vô chùa tu đâu, ở nhà tu vẫn có thể muốn chết lúc nào chết, muốn sống lúc nào sống mà. Phải chưa? Cho nên đối với thầy cái điều đó là quan trọng nhất. Còn thí dụ như thầy xây tượng Quan Âm hay là thầy xây chùa, thầy cất nhà cho chúng sanh, hoặc là thầy làm đường hay là tất cả những thứ mà gọi là hay xây cầu đó, là những cái thứ đó nó gọi là làm từ thiện, nó không giúp mình thành Phật được. Mà những thứ đó nó cũng không giúp ai được một cái gì hết á. Nó chỉ giúp cho họ tạm thời thoát được một chút khổ ở cái cõi đó, cái cảnh đó thôi. Nhưng mà nếu thầy làm được cái điều mà thầy nói là tự tại sống chết á, nó sẽ giúp cho hàng tỷ người chứ không phải là nó chỉ giúp cho hàng triệu người đâu. Vậy thì cái đó là cái điều nên làm mà, đúng không? Cho nên thầy tu thầy chỉ hướng về có cái đó thôi, còn cái gì khác thầy đâu có để ý tới. Vậy thầy, cái pháp môn dược sư á, thì ở Houston này có cái chùa nào theo cái pháp môn dược sư đó không thầy? Hình như là tất cả các chùa đầu năm họ đều tụng kinh dược sư. Nhưng mà họ không phải là tu mà chuyên tu theo pháp môn dược sư giống như thầy. Có nghĩa là thầy là mấy chục năm ăn rồi chỉ có niệm Phật dược sư thôi. Với trì chú dược sư, với tụng kinh dược sư. Thì các chùa đó chỉ tụng đầu năm thì có, thí dụ như tụng một 10 ngày hay tháng. Đại khái vậy. Thì tất cả ai cũng vậy, muốn cho được cuộc đời hạnh phúc thì mình cứ ráng Tết đó, thay vì con đi xin cầu xin ăn cầu sao cúng sao giải hạn gì đó, thì con cứ lo con tụng kinh dược sư, con trì chú tiêu tai cắt tường, thì trì chú dược sư thì cứ quanh năm con tu như vậy, phước nào mà nó không sinh. Đừng cầu mong gì hết đó, cứ lo tu thôi. Nhưng mà nếu mình không cầu mong cho mình thì mình có được cầu mong cho chúng sinh không thầy? Dĩ nhiên là cầu mong cho chúng sinh là phải cầu mong chứ. Thì con thấy mỗi lần thầy đọc kinh hay gì thầy có cầu mong cái gì cho thầy không? Thầy có cầu mong cái gì cho gia đình thầy đâu? Toàn là thầy cầu mong cho chúng sinh con mà, phải không? Tại vì nếu mà chư Phật mà cũng lo cho bà con chư Phật thì các ngài tội gì mà các ngài phải lo cho mình? Đúng không? Phải rồi. Vậy thì con học theo hạnh của các ngài thì con phải lo cho chúng sanh chứ sao con lo cho bản thân cũng được?
Thì mình cầu ví dụ như là chúng sanh mình có phải hồi nói hướng, là hồi hướng mình, hồi hướng hết tất cả những công đức hôm nay, nếu con có tu được một chút phước đức nào hay công đức nào đó thì con xin hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh. Vì mình có nói chi tiết thêm được không thầy, hay là chỉ chung chung vậy thôi, hoặc là nói là cho những người thân xung quanh của con, hay là cho những người con đang gặp, hay là thì, vậy chứ nếu mà cho tất cả chúng sanh thì không phải là những người thân của con thì người thân thôi. Con không phải chúng sanh vậy hả thầy? Thì bây giờ thầy hỏi con nha, con không hiểu thì con nghĩ là cha mẹ mình sinh mình ra là cha mẹ mình, cũng thế còn hả? Bao nhiêu người khác đời trước họ là cha mẹ con thì sao? Vậy họ cũng chúng sanh ở ngoài đời vậy thôi, con có biết đâu, con gặp nhiều khi con cũng có biết đâu. Tại vì cái hội nói chuyện hồi hướng với lại cái loại tâm từ bi nó khác nhau không thầy? Khác nhau chứ, tại cái loại tâm từ bi là để mà con xin lỗi, con nhận lỗi và con nói với trong cái giấc ngủ, trước khi ngủ con nói để mà con trải cái tâm con ra, con gửi nó vào trong vũ trụ, nó khác. Còn cái hồi hướng tức là mình làm được một việc gì thì giống như bây giờ con có tiền con đem con bố thí hay con chia sẻ cho người khác, cái đó nó giống như là một cái trạng thái mà gọi là chia sẻ thôi. Hồi hướng mà mình làm được, mình đem mình tặng cho mọi người. Thì lúc mình tụng kinh mình cũng nói mình hồi hướng là đúng. Thì cứ mỗi lần con tụng kinh xong thì con nói con xin nguyện hồi hướng cho Đúng rồi. Rồi cái sau đó cái mình mới ké gia đình mình vô, gia đình mình là phụ còn chúng sanh là chính, phải nhớ như vậy đó. Cũng giống như thí dụ mình tu được cái gì thì mình là phụ còn chúng sanh là chính. Cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin quý vị khán thính giả tạm cho chúng tôi tạm dừng vài phút để giới thiệu phần thông tin thương mại. Kính chào quý vị khán thính giả, cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Tôi tên là Tina Nguyễn, con kính chào thầy Hoàng Quý Sơn ạ. Thầy chào Tina. Và để tiếp tục với lại phần trước của chương trình thì con muốn hỏi một câu hỏi khác. Tại vì đây cũng là một, mình đang cũng đang bắt đầu tới năm mới rồi. Tết tới rồi thì con muốn hỏi là mỗi năm thầy có coi khỏe hay là thầy coi tình hình thế giới như thế nào, tình hình Việt Nam như thế nào không ạ? Thì thường thường đó, trước khi mà Tết đó, hồi xưa đó là thầy xem thử coi là ví dụ như Việt Nam nếu có biến động gì đó thì thầy coi. Thì cũng giống như vừa rồi mà thầy họ nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng chết thì thầy mới coi một quẻ, thầy cũng post lên cho mọi người coi đó, xem đó. Thì là thầy nói là ông không chết. Và điều đó là một điều rất tốt cho Việt Nam. Bởi vì ít ra thì dù bằng hình thức nào thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là tốt nhất cho Việt Nam. Rồi đó thì ví dụ như mấy ngày xưa đó thì hễ mỗi năm như vậy thầy hay coi xem nước Mỹ nó có chuyện gì, những cái biến động nó biến động ra sao. Thì nhưng mà sau này đó thì thầy không xem như vậy nữa. Thì thí dụ như bây giờ con thấy không, trước khi mà ông Bảy Đần ông lên ông làm tổng thống thì thầy đã nói nước Mỹ nó sẽ giống như cái mình rách, thì đương nhiên là nó sẽ trở thành một cái mình rách. Con muốn tránh nó cũng đâu tránh được, bởi vì những thứ đó con đâu cần phải soi, phải cần xem quẻ gì nữa con mới biết đâu. Chỉ cần những người nào mà có suy nghĩ một chút xíu, trầm tư chút xíu suy nghĩ, mình sẽ thấy là đương nhiên là nó phải tan tác thôi. Có muốn nó không tan tác nó cũng phải tan tác. Bởi vì không có một cái lý do gì mà một ông tổng thống mà ông tệ đến cái độ là lên mà chỉ có ổng lên 3 năm thôi mà chiến tranh, hai cái chiến tranh rồi chưa kể là thế giới nó đánh tùm lum hết trơn, giống như cái nùi giải rách vậy đó. Thì còn thử nghĩ đi, mục đích để làm gì? Để bán vũ khí. Tại sao nó lựa ông Bảy Đần lên để nó cho làm tổng thống, bắt làm tổng thống? Vì ông, đối với nó, ông Bảy Đần nó gọi là thằng tổng thống chứ nó không phải là ông kiểu tổng như thống. Bù nhìn vậy thầy. Không, ông không được bù nhìn nữa. So với nếu mà con nói ông Bảy Đần là một tổng thống bù nhìn thì tội cho con bù nhìn. Nên thấy chưa? Có nghĩa là ông không xứng đáng là một con bù nhìn nữa. Thì nó được không? Bởi vì ông đâu có biết tên tuổi ông là gì đâu, con hỏi ông tên gì ông còn không biết mà, đúng không? Nhưng mà vậy mà ông vẫn có thể làm tổng thống. Tại sao nó phải đưa ông lên? Để chiến tranh. Mục đích chiến tranh để làm gì? Để nó lấy tiền của người dân. Nó bày ra Covid để nó lấy một mớ bao nhiêu tỷ rồi, phải không? Rồi bây giờ nó bày ra chiến tranh để nó lấy thêm bao nhiêu tỷ nữa. Mục đích của tụi nó chỉ có vậy thôi. Đó. Cho nên mình chỉ cần mình nhìn phóng tầm mắt, mình nhìn sơ qua cái là mình biết ngay là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Không cần phải coi gì nữa. Thì bây giờ đó, cái việc hiện tại đó, thì như người ta có hỏi thầy thì thầy nói nó cũng đơn giản thôi. Cái mục đích của tụi nó là nó muốn đưa cái con mụ phù thủy Nikki Haley để tranh cử với ông Trump. Mục đích là gì? Tại vì tụi đó thì nó cũng cho Nikki Haley y như là Bảy Đần vậy thôi, để nó lên là nó tiếp tục nó làm chiến tranh. Bởi vì con mụ đó con có thấy nó nói làm gì cho nước Mỹ không? Không, chỉ có lo cho thế giới thôi chứ còn nước Mỹ là không có quan tâm. Đúng không? Đó. Nhưng mà làm sao mà cô đó có thể thắng được ông Trump? Không được.
Còn như ông Biden lấy tư cách gì để ông tranh cử với ông Trump, nhưng mà nó vẫn tiếp tục tranh cử được, con thấy không? Cho nên thầy nghĩ đó, nó cái con bài của Nikki Haley đó là tụi đảng Dân Chủ là nó không thành công được rồi, thì bây giờ nó sẽ xoay qua là nó sẽ trước phế ông Biden đi, để mà nó tiếp tục nó đưa như là Gavin Newsom của Canada, xin lỗi, của California lên. Mà con thấy Gavin Newsom mà lên thì thế giới này, nước Mỹ là coi như xong rồi. Tại vì nó sẽ ăn cướp người nó sẽ đi ăn cướp người dân toàn tiểu bang luôn. Chỗ nào nó muốn ăn cướp khỏi phải bỏ tù. Mà một cái thằng như vậy mà lên làm tổng thống thì con nghĩ cái đất nước Mỹ nó thành cái gì, đúng không? Cho nên cái người đó mình không kêu bằng ông được, mà kêu bằng thằng. Tại vì nó không xứng đáng, làm một con người còn không xứng đáng làm sao mà làm tổng thống đó. Nhưng mà tại sao tụi nó thích những người như vậy? Nó thích những người như vậy, hay như cái con mụ Nikki Haley, là tại vì có như vậy thì nó mới gian lận được, đúng không? Đó. Cho nên là đó là con bài mà thầy thấy là tương lai, một là phải đưa Gavin Newsom lên, hai là sẽ đưa bà Michelle Obama lên. Đó. Thì đó là cái hướng nhìn mà thầy nghĩ là một trong hai người đó sẽ tiếp tục. Còn thứ ba nữa là vẫn tiếp tục giữ ông Biden bằng cách là tiếp tục gian lận phiếu. Đó. Tại vì bây giờ con thấy là tất cả các tiểu bang nó đã chứng minh rõ ràng là cái vụ mà gian lận phiếu là nó rõ ràng, cho nó không phải là chuyện người ta tưởng tượng, đúng không? Đó. Thì bây giờ cái mục đích của nó có thể là nó sẽ tiếp tục nó dùng Biden rồi nó gian lận phiếu như lần trước, để rồi nó sẽ cho ổng xuống và nó đưa bà harassment Harris, Kamala Harris đó, bà đó chuyên harass người ta, thì để làm tổng thống, thí dụ vậy. Thì cái hướng nhìn của thầy là nó chỉ có như vậy thôi, chứ còn nếu mà thật sự bầu cử mà đàng hoàng ngon thì ông Biden là không có cái đảng Dân Chủ là nó không có cái tư cách gì để nó tranh cử với ông Trump được hết, ok, sự thật. Mà nếu mà nó để mà tranh cử một cách mà không gian lận đó, thì ông Trump ông sẽ thắng hết cả 50 tiểu bang, chứ không phải ông chỉ thắng có vài tiểu bang đó. Lần trước ông cũng thắng như vậy. Con thấy đó, lần trước nó tính cái này vui lắm nè. Toàn nước Mỹ đi bầu cử chỉ có chỉ có là 130 mấy triệu. Ông Trump á, một mình ổng là 74 triệu. Mà nó tính ở đâu ra mà ông Biden được 80 mấy triệu, 87 triệu hơn ông Trump 10 triệu. Mà toàn người mà đi bầu cử đó thì chỉ có 130 mấy triệu. Nó hỏi ủa vậy 20 mấy triệu này ở đâu ra ta? Không gian lận ở đâu ra? Nhưng mà người ta vẫn không tin, không chấp nhận được. Khi mà người ta muốn hiểu sai vấn đề thì người ta cứ theo hướng đó, người ta sẽ hiểu thôi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần mình ngồi mình tịnh tâm chút xíu, mình đừng có phân biệt đây là Dân Chủ, đây là Cộng Hòa. Tại vì thầy ghét Cộng Hòa mà thầy không ưa, tuyệt đối là thầy không ưa Dân Chủ. Cho nên là vì thầy không ưa Cộng Hòa, thầy không ưa Dân Chủ, thì thầy nhìn là đương nhiên thầy sẽ thấy nó một sự thật, nó rõ ràng ngay trước mặt, đúng không? Còn bây giờ hãy anh thích Cộng Hòa mà anh ghét Dân Chủ, thì đương nhiên là cái gì mà cái tốt cho Cộng Hòa thì anh sẽ thích, mà cái gì xấu cho Dân Chủ thì anh không ưa, thí dụ vậy. Thì anh làm sao mà anh nhìn có cái nhìn trung dung được? Còn thầy, cả hai thằng thầy không thích thằng nào hết á, thằng nào cũng là lưu manh hết, anh đi làm chính trị là lưu manh, chỉ có vậy thôi, ok. Mà đặc biệt là chính trị của Mỹ là nó lưu manh. Nếu mà con coi cái chương trình của cụ Phạm Bảo Hà đó, con mới thấy người Mỹ họ đã chi phối nước Việt Nam từ cái lúc xa xưa rồi. Cho nên trên thế giới này, thầy, người ta hỏi thầy chỉ nói một câu đơn giản: tất cả những gì xấu ác nhất trên thế giới mà xảy ra, anh chỉ cần cho rằng đó là nước Mỹ làm, thì đương nhiên anh trúng đến 90%, cái cơ hội anh trật là không có. Còn á, anh cứ nghĩ đâu là ở thí dụ ở bên thế giới bên ngoài, anh cứ tưởng đâu nó không dính dáng tới nước Mỹ, làm sai hoàn toàn rồi. Cái gì xấu ác là Mỹ làm, bọn tài phiệt của Mỹ, chứ không phải là cái người dân Mỹ. Tại vì thầy là rất yêu nước Mỹ, rất yêu người dân Mỹ, cho nên thầy mới nói. Thì cũng giống như thầy là một người rất yêu Phật giáo và rất yêu tăng sĩ, cho nên con cứ thấy thầy công kích tăng sĩ hoài là tại sao? Thầy muốn tất cả tăng sĩ phải làm người tốt. Thầy muốn người nước Mỹ, người dân ở trong nước Mỹ phải là những người sống hạnh phúc, cho nên thầy mới nói. Cái gì xấu ác của Mỹ là thầy đem thầy nói hết. Suốt ngày thầy cứ nói về nước Mỹ không, thầy đâu có nói về nước Việt Nam, bởi vì nước Việt Nam ai cũng biết mà. Cái xấu ác của Mỹ người ta không biết, thầy mới nói. Cũng giống như những gì mà tăng sĩ làm, người ta không biết, thầy mới nói. Đấy nhá.
Tại vì mình muốn họ tốt mà. Dạ. Yeah. Con thấy những tình hình kinh tế như thế nào thầy? Tình hình kinh tế thì thầy nghĩ là năm 2024 đó thì về điền sản, điền đất đai rồi này kia là chắc là nó đóng băng, nó sẽ xuống trầm trọng. Tới 2025 là coi như nó tan nát. Yeah. Trừ một trường hợp duy nhất là ông Trump lên làm tổng thống thì 2025 đó là nước Mỹ nó may ra nó mới đứng lại được. Yeah. Tất cả người nào khác làm nước Mỹ sẽ bầm dập, nát bét hết, không còn cái gì. Nhưng mà thầy nghĩ nó chỉ có hai trường hợp, một là nó phải giết ông Trump, hai là nó phải tìm đủ mọi cách. Cái tìm đủ mọi cách này thầy đã nói rồi là nó không cho ổng ra ứng cử thì cái này nó không thể làm được rồi. Bởi vì nó cũng nhìn thấy là người dân Mỹ là họ muốn ông Trump. Yeah. Đó. Cho nên là nó giết ổng thì nó không giết được. Nhưng mà thầy nghĩ nó phải có một, thầy nghĩ là nó sẽ còn một cái chiêu bài nữa là nó sẽ tạo ra một cái cyber pandemic, tức là nó cho tất cả các hệ thống bầu cử chết ngắt. Có nghĩa là bây giờ con không thể đi bầu được, bởi vì con không thể bấm những cái computer. Các hệ thống đường đèn đồ này kia là nó shut down hết, nó tắt hết trong mấy ngày đó, con làm gì được. Nó phải làm ra, nó phải tạo ra một cái hình thức gian lận nào đó để mà nó diệt ông Trump. Tại vì nó không thể để ông Trump. Nói chung á, cái đảng Dân Chủ và cái đảng Cộng Hòa thì nó đỡ hơn, nhưng mà đảng Dân Chủ chính yếu là gì? Là mục đích á, hễ ai mà yêu nước Mỹ, thương người dân Mỹ là nó phải trù dập. Nó rất ghét những người yêu nước Mỹ và nó rất ghét những người thương dân Mỹ. Tại sao? Tại vì nếu con yêu nước Mỹ, con thương dân Mỹ, tức là con làm hại nó. Mục đích của nó là chỉ nó lừa gạt để mà nó lấy tiền người dân, nó lấy tiền để mà nó đi bán nhiều vũ khí bên này, bên kia, bên nọ, bất kể, tạo ra pandemic hay whatever, cái gì mà nó có thể nó kiếm tiền được là nó sẽ làm. Mà nếu cái người yêu dân Mỹ thì yêu nước Mỹ, con đâu cho làm mấy cái đó. Vậy là ông tổng thống, nó không thích ông tổng thống, nó chỉ thích thằng tổng thống. Chứ nó không thích người nào gọi là ông tổng thống. Con thấy Reagan không? Nó bắn liền. Con thấy ông Lincoln không? Yêu người dân, cho dân Mỹ đen được hòa đồng với người Mỹ trắng, giết liền. Kennedy không cho bán vũ khí vô Việt Nam, giết liền. Ông Trump hạ bệ liền, con thấy không? Đó. Ai mà yêu dân Mỹ, ai yêu nước Mỹ là tụi nó trù dập thôi. Mà đặc biệt cái đảng Dân Chủ là nó ghét những người nào yêu dân Mỹ, yêu nước Mỹ. Thằng Cộng Hòa cũng y vậy thôi, nhưng mà nó đỡ hơn, tại vì đa số nó dân giàu. Còn Dân Chủ là đa số là khố rách áo ôm không à, nghèo. Nghèo đi làm chính trị, không lung anh ba đá thì làm sao làm giàu được, con thấy không? Bà Pelosi, bà đi làm một năm nhiêu? 200 ngàn. Tiền của bà nhiêu? 200 triệu. Ở đâu ra 200 triệu? Bao nhiêu năm? Dạ vâng. Thầy còn có những chia sẻ gì nữa không thầy? Thầy nghĩ tới đó là quá nhiều rồi. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị khán thính giả một ngày an lạc, hạnh phúc và một tuần an lạc, hạnh phúc. Dạ vâng, tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Apple TV 21.12. Và kính chúc quý vị đêm ngày 6 thời điểm an lành, tất cả các thời điểm an lành. Và mong rằng quý vị sẽ có một tuần lễ thật là an vui, hạnh phúc. Thầy xin chào Tina. Cảm ơn thầy.